Rồi, xin mời chị lên đây. Con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Độ, con ở giáo xứ Hòa Bình, thuộc giáo phận Hương Hóa ở miền Bắc. Con năm nay con 68 tuổi. Thưa cha và cộng đoàn, con lên đây để con làm chứng nhân cho Chúa, rồi con được ơn chữa lành. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là thưa cha, năm tháng 6 năm 2013 là con đi khám ở bệnh viện ca, là người ta kết luận con là bị ung thư tử cung. Thế là con về con cũng buồn, và con đến dưới lòng thương xót Chúa, con xin cha cũng như cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Và sau một tháng con đi khám lại thì con không còn khối u ác tính nữa. Vậy là con đã tạ ơn Chúa, Chúa đã ban ơn chữa lành cho con. Ơn thứ hai, con xin làm chứng cho một cái đứa em dâu của con dâu con, nó được mang thai, mang bầu được 7 tháng thì khi đi khám người ta bảo là đứa trẻ là bị u não và đẻ ra là bị bệnh não ung thủy, tức là bị sống thực vật. Thế thì nó về nó khóc, nó buồn. Thế con thấy con dâu con cũng buồn, con hỏi thế thì mợ nó làm sao. Nó bảo là nó đi khám là con nó bị u não và bị não ung thủy. Thế con mới bảo con dâu con là vậy thì hỏi chân mợ nó có tin thác vào Chúa không, thì mẹ sẽ cho số điện thoại của cha Long, mẹ soạn tin nhắn cho để cho mợ nó trực tiếp nhắn tin vào cho cha, và cộng đoàn khấn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho. Thì nó điện cho em dâu nó thì nó nói là nó tin thác vào Chúa. Thế là con cho số điện thoại và con soạn tin nhắn cho mợ nó. Thế và nó trực tiếp nó nhắn cho cha lúc 10 giờ 15 phút ngày 25 tháng 10 năm 2017. Thì sau 5 phút thì là nhận được tin nhắn của cha, là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Vậy thế là được nửa tháng sau nó đi khám. Vậy là có khu trước là 12 cm, 19 cm thì đã rút lại còn có 3 cm và 5 cm. Và sau một nửa tháng nữa đi khám thì coi như khối u đã hết. Và bây giờ đứa trẻ sinh ra, thằng bé được 3 cân 9, rất khỏe mạnh và rất là hóm hỉnh ạ. Con tạ ơn Chúa ạ. Ơn nữa, cái cha con còn ơn nữa, nó là ơn mà với con dâu con, nó là bác sĩ ở bệnh viện. Thế mà nó không may nó xảy ra sự cố. Thế là nó là Dương Thị Minh Nghĩa ở bệnh viện ở thành phố Hòa Bình. Nó không may xảy ra sự cố, thế nó rất buồn. Thế con bảo thế thì con nhắn tin vào cho cha đi. Thế là nhắn tin vào cho cha, cũng độ 3 phút sau là được cha nhắn lại là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Và như vậy là mọi sự đã được bình an ạ. Và con vào đây để trước hết con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được những ơn mà theo như ơn của Chúa ban cho gia đình con. Và con cũng xin cùng cộng đoàn xin cầu nguyện cho cha, Chúa ban cho cha được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để giao giảng lòng thương xót Chúa, cũng như Chúa hiện diện nơi cha để chữa lành cho nhiều bệnh nhân trên khắp thế giới này với những người mà tôi gửi cho bà bác sĩ đó một món quà nha, bà cầm về dùm tôi cái. Đây, món quà để cho bà bác sĩ con của bà đó nha. Đây là cái mảnh lòng thương xót đã cứu cái bà bác sĩ một bàn thua trông thấy nha. Và đây là bốn tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi cho người bác sĩ ấy. Tôi quạt nhờ mẹ đến với Chúa để trong bệnh viện người ấy biết được rằng là chỉ có Chúa mới là đấng chữa được mọi thứ. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Một người gần 70 mà anh chị em nói giọng rất rõ, cái độc đáo là cái đầu của anh nhớ từng ngày, từng giờ, từng cm khủng khiếp quá. Chúng ta thấy cái lời chứng đó không thể nào chạy đi đâu được. Và đó là điều mà chỉ có Chúa Thánh Thần làm được mà thôi. Vì còn nghe chị em nào khác còn muốn làm chứng cho Chúa vậy? 1, 2, 3, 4.